xin muốn được làm quên. Lòng em bối rối xôn xao những khi anh thương trộm nhìn, em không hiểu gì lắc đầu liên miên. Chứ ngờ thế gian có ai hồng đầu, ấy vừa mới quen chữ tình in sâu. Tưởng rằng mãi mãi thương nhau sẽ không bao giờ nhạt màu, nhưng nay tình đầu biến thành hận sâu. Xin điếu coi. Thuốc gì? Ba đêm nay vũ trường không có khách, không có tiền đi xích lô nữa. Thuốc thang đâu mà có. Kìa, má mì ở trỏng kìa, vô trỏng cầu viện đi. Làm gì vả gì vậy mấy em? Thôi mà, em đừng có khóc nữa được không? Thì nghe chị đi, chị nói rồi, chỉ có cách đó là có tiền nhiều thôi. Thôi mà, nghe lời chị đi cưng, bằng lòng nghe, cưng chịu nghe. Nè đây nè, tiền đây nè, chị đưa trước cho em, cái này cầm đỡ ứng trước cho em đó nghe chưa. Má mày, cái gì vậy mày? Xong rồi má, xong sao nổ, nó biểu mang hàng tới liền. Tới liền hả? Dạ, nó nói vừa có một ông khách yêu cầu đúng loại hàng của mình đang có. Trời ơi, vậy là số tao hên rồi. Dạ vô rồi. Linh ơi, thôi bây giờ mình đi nha cưng. Ờ nè, Tư. Dạ. Mày kêu xe giùm tao chưa? Dạ, con có kêu một chiếc taxi rồi, nó đang đậu chờ trước cửa đó. À, vậy hả? À, thôi vậy mình đi sớm nha Linh. Anh đi cưng. Ơ kìa, chị Sương. Chị Sương ơi, đây nè, chị đưa giúp cái này cho anh đạp xích lô mà chở em hàng đêm đó, để lo cho ba em gấp nha chị Sương. Giúp em nha chị Sương. Thôi mà đi đi cưng. Dạ. Rồi, nó đi theo bà rồi. Tao biết thế nào bà cũng đẩy nó vô cái vòng đó mà. Cái loại người như con mẹ Hảo thì có biết nhân đức là gì đâu. Tội nghiệp con nhỏ quá. Lúc nào cái bọn bất lương này nó cũng rình rập hại đời người ta hết đó mày ơi. Thì mấy năm trước tao cũng vậy, cứ nghĩ cắn răng để cho qua lúc khổ. Ai ngờ khi tay đã nhúng chàm rồi thì không còn thiết tha giữ gìn nữa. Cứ thế mà xả láng cuộc đời, mặc kệ, mặc cho nó tới đâu thì tới. Dạ xin lỗi mấy cô. Dạ hôm nay vũ trường vắng khách, cô Linh về chưa? Nó đi rồi. Hả? Cô Linh đi à? Nhưng mà đi đâu vậy? Con Linh nó gửi cho anh cái này nè. Nó nhắn anh là anh lo giùm cho ba nó. Nó nói đêm nay nó không có về, nó đi bán. Hả? Bán... Cô Linh đi bán? Bán cái gì? Bán thì bán... Có thật không? Nếu nó không chịu thì làm sao có tiền để chữa bệnh cho ba nó. Hả? Trời ơi, thì ra vàng này là do... Không, không, Linh ơi, không.
đàng hoàng vậy đó, để che mắt khách được đó. Chứ đây thì không thiếu gì hết trơn á. Bữa nay mày thưởng thức cho đủ các món ăn chơi nha. Ô, xin chào. Chào hai đại ca của lòng em. Bắt tay. Chào anh. Mời anh ngồi. Dạ. Sao? À, cái vụ... Chưa. Trời ơi, cho uống rồi nói chuyện sau mới linh được chứ. À, được rồi. Nè. Rồi đó, uống rồi đó. Vậy cho tôi hỏi nè. Hỏi gì? À, sao nổ à? Dạ. Hàng tôi đặt bữa nay có không? Ừ? Dạ thưa anh, món hàng đặc biệt hôm nay đã có sẵn chờ anh từ sáng giờ. Làm mì ăn chữ tính phải đặt cao, biệt danh sáu nổ, nước ép một viên là em đền. Chứ không phải sáu nổ là sáu xạo à? Không dám đâu, nổ là đạn nổ đó, kìm chéo kìm chéo kìm chéo đó. Nổ đâu là trúng đó. Anh nói nghe hay lắm, nhưng có đảm bảo hàng xịn không? Dạ từ trước tới nay em chưa hề mất uy tín với ai. Nếu huynh không giữ hả, khỏi trả tiền. Nè, đẹp như tiên, xịn 100%. Thôi, nổ vừa vừa thôi. Tụi tôi cũng có kinh nghiệm đó, không qua mặt tụi tôi này đâu nha. Không dám đâu. Rồi chuyện nào có? Dạ có liền, đừng lo gì hết á. Đang đi tới, hay anh chờ một chút xíu thôi. Lưu à, hay là mình về đi nữa. Sao lại về? Nè, đã đặt chân vào cửa Thiên Thai thì phải bước vào cho biết chứ. Nhưng mà... Nhưng sao? Tao có cảm giác là mình sắp sửa làm một điều tội lỗi. Tội lỗi? Mày nghĩ gì lạ vậy? Ăn chơi mà là tội lỗi sao? Mày làm như mày là con nhà lành chưa từng ăn chơi vậy. Nhưng lần này là con gái đó mày ơi. Vì vậy số tiền bỏ ra mới nhiều gấp mấy chục lần. Và lại, mày cũng nên thử qua một lần cho biết. Tao hiểu rồi. Hay là mày tiếc tiền phải không? Tiền à? Mày thừa biết á, là từ trước đến nay tao chưa hề bận tâm. Không bận tâm sao đòi về hả? Tiền đôi với tao chỉ là có rơm, tao chưa hề phải lo tung thiếu. Tao biết tiền mày có cả một kho, vì ba mày là thương gia ở Hồng Kông. À, mà tao cũng hơi lấy làm lạ đó, là tại sao ổng không bảo lãnh mày theo? Vì ổng sợ tao làm vướng bận. Hiện tại ổng đang sống với bà vợ bé, chính bà đã bảo lãnh cho ổng ra nước ngoài, mày biết không? Thì ra là vậy à. Cho nên ổng chỉ lo cho tao sung sướng đủ đầy, chứ không muốn cha con được sum vầy. Vậy thì con mẹ mày hiện giờ ra sao? Mẹ của tao đã mất lâu rồi vì một căn bệnh hiểm nghèo. Nghe nói lại là đó là bệnh ung thư. Mày thật là sung sướng, có một thân một mình, lại được chu cấp tiền đều đều. Tội gì mà không ăn chơi cho đã. Ở ngoài nhìn vô mày tưởng vậy là sướng, chứ có lắm lúc tao cũng buồn dữ lắm mày ơi. Buồn? Phải. Mày thử nghĩ coi, cả một căn nhà rộng thênh thang mà ra vô chỉ có một mình, ăn uống toàn là ở ngoài đường, có khi thèm một bữa cơm gia đình hết sức. Có khó gì đâu, mày cứ mướn người ở nấu cơm cho mày ăn thì được ngay thôi chứ gì. Không, ý tao muốn nói là bữa cơm có không khí gia đình, có người thân thuộc kìa. Còn tao, tao thì tao đang mơ ước được tự do như mày. Hiện tại gia đình ràng buộc làm tao bực bội lắm. Bởi vậy, ông trời đâu có làm cho vừa lòng tất cả mọi người. Mày thì ngán gia đình, còn tao thì tao lại muốn có. Nè, nếu mày quá mong muốn một mái ấm gia đình thì tại sao mày không cưới Nhung đi hả? Không bao giờ. Không chỉ riêng tao mà hầu hết những người đàn ông trên đời này đều không thích có một người vợ uống rượu như nước lã và hút thuốc như là ống khói tàu. Tao tưởng mày thích điều đó chứ. Tao đã nói rồi, làm bạn đi chơi, đi ăn nhậu thì được, chứ làm vợ thì... À mà thôi, đừng nhắc tới cái chuyện vợ con nữa. Hiện giờ tao chưa có nghĩ tới. Nhưng tao thấy Nhung á, nó mết mày lắm đó. Nhung là vợ thì mày khỏe. Khỏe? Khỏe chỗ nào? Vì Nhung không giống như những người đàn bà con gái khác. Nàng sẽ không ghen nếu như mày thích thỉnh thoảng đổi món. Tao không chọn Nhung làm vợ cũng vì nàng không giống người khác đó. Mà thôi đừng nói cái chuyện đó nữa mà. Lưu à, về mày.
về đi, để hôm khác ta. Dạ, em xin chào hai anh. Hả? Người đẹp đây sao xấu nổ? Ý không phải, đây là má mì. Vậy thì người đẹp đâu? Trời đất ơi, làm cái gì mà nôn dữ vậy? Muốn gặp người đẹp thì trước hết mấy anh phải bước qua em cái đã. Hả? Bước qua bà? Thì đúng rồi, phải ngã giá cho đàng hoàng cái đã chứ. Để sau khi vui vẻ rồi chê mắt rẻ thì kẹt lắm. Thôi, về đi Lứ. Nè, từ từ mấy, làm gì vậy? Tao đã hứa bữa nay cho mày... Thôi, nhưng mà tao không có thích nữa. Lẹ lẹ đi bà, kéo tôi đổi ý đó. Dạ. Dạ thưa đại ca. Gì đây sao nổ? Cho em mồi. Nè. Dạ cái này hả? Cái này mồi đâu được. Thôi, tao hiểu rồi. Nè. Dạ. Rồi sáng giờ cò chưa ăn, hút thuốc vô đau bao tử đó. Phải rồi. Xém chút nữa quên mất. Không dám quên đâu. Trời ơi, lần nào đại ca cũng vậy hết. Chờ em nhắc không. Thôi, cút đi. Tuân lệnh đại ca. Sắp gặp người đẹp rồi, sao mặt mày cứ nhăn nhăn nhó nhó hoài vậy hả? Tao thấy không hứng thú một chút xíu nào trơn. Mày còn lạ gì những cảnh này? Nhưng lần này không phải là những cô gái ăn xương, mà là con gái nhà lành đó mày ơi. Thì có gì khác nhau đâu, cũng là buôn bán xác thân cả. Nè, mày không mua thì cũng có kẻ khác mua. Việc gì phải đâm ra ai ngại? Tao không ngờ một công tử phong lưu thứ thiệt gặp con gái nhà lành, sao mày lại phát run vậy hả? Dù biết rằng đây là chuyện bán mua, nhưng tao không muốn mình là người đầu tiên phá hoại cuộc đời của một kiếp qua. Đạo đức chẳng có ý nghĩa gì trong lãnh vực ăn chơi, mày đừng có nhọc trí băn khoăn. Tại đã thừa tiền tội gì chẳng mua tiền, biết đâu cuộc đời mình chỉ ngắn ngủi nay mai, tội gì không tận hưởng cho xương thân, để khi nhắm mắt rồi hết còn tiếc thứ chi. Đi mày. Vô đây, lẹ lên đi em. Trời ơi, lao nước mắt đi, sắp có tiền rồi sao em khóc hoài à. Dạ, dạ đây, dạ mời các anh chiêm ngưỡng em gái của em xem có xứng đầu ấp tai gối với các anh không. Trời ơi, cúi đầu chào mấy anh đi em gái. Dạ sao, em gái tôi như vậy có vừa ý mấy anh chưa? Ủa, sao im re như trời trồng hết vậy? Anh hai, sao có đẹp không, nói cho tiếng coi. Được, đẹp lắm. Nè, kể như bạn tôi bằng lòng rồi đó. Bằng lòng phải không? Vậy thì chi? Tôi với bà ra ngoài kia để cho bạn tôi được tự do tâm sự. À, được rồi. Nè, ráng chiều anh em gái. Ráng đi, xong việc á, chị sẽ chi cho em thêm 4 chỉ nữa. Ôi, đừng làm mất thời giờ vàng ngọc của Đô Nguyên Ương nữa. Nè, chúc mày hạnh phúc nha Phong. Trời ơi, sao lo quá à? Chắc chắn là phải hạnh phúc rồi. Ơ kìa, Lưu à, Lưu. Lưu. Cô ngồi đi. Cảm ơn. Cô tên gì? Xin đừng hỏi tên tôi. Nhưng tôi muốn biết mà. Biết để làm gì khi mà chúng ta chỉ gặp trong đêm nay. Để rồi ngày mai sẽ chia tay, mỗi người một ngả, suốt đời chẳng gặp lại nhau. Thôi thì chứ hỏi nhau chi, để cho đêm trao đổi chẳng bận lòng. Cô ơi,
muốn hiểu. Sao cô lại đem xác thân đổi lấy bạc tiền? Cả một đời con gái sao không gìn giữ nâng niu? Tuổi của cô chắc đã bước vào yêu, lẽ đâu chẳng ước mơ trao gửi cho chồng. Thôi, tôi xin ông đừng nên tìm hiểu. Tôi cũng không mong ai thương hại, bươm đó qua đây đừng để phí đêm dài. Lời của tôi xuất phát từ đáy lòng, chớ tôi đâu màng gối hờ chẳng tạm, có nghĩa gì chỉ một đêm vui. Nếu ông không thích thì chào ông. Khoan, cô khoan đi đã. Tôi muốn cô ở lại. Ông muốn tôi ở lại? Đúng vậy. Xin ông tắt bớt ngọn đèn vì tôi chưa quen với... Không, cô cứ ở lại. Và cô cứ ngồi yên, cho đến khi sao lùng đêm tàn, trở về. Ông nói sao mà tôi không hiểu được, ở lại làm gì khi cuối lạnh chẳng đơn. Cô cứ ở đây và sẽ nhận đủ số tiền. Nếu chẳng ai ưng, tôi không dám nhận tiền. Tại sao cô lại từ chối? Cô đang cần tiền kia mà. Đúng, đúng là tôi đang cần tiền, nhưng tôi không cần sự thương hại. Tôi đã chấp nhận cuộc mua bán xác thân. Cô sẽ có tiền mà không cần mua bán. Không, không có ai sẵn sàng dung tiền ra cho mà không nhắm vào một mục đích nào đó. Có chứ, chẳng hạn như tôi đây. Ông... Phải. Ông làm tôi khó hiểu quá. Chẳng lẽ ông bỏ tiền ra chỉ để nhìn tôi thôi sao? Đúng như thế. Và tôi cũng đang tự hỏi mình, tại sao tôi lại đến đây để rồi lại từ chối ái ân với một tấm thân ngà ngọc. Điều đó tôi cũng đang muốn hỏi. Có lẽ vì giọt sầu còn đọng lại trên mắt cô làm cho lòng tôi sẽ thắt. Tôi biết cô đang mang niềm đau tê tái trong tim. Ai chẳng ôm thương đau khi đời qua thời đang xuân sắc. Cam cắn răng trao thân làm vui cho một kẻ không quen. Giọt sầu làm sao ngăn, đành từ đây tôi xuân chôn vùi. Đừng đợi
cô hãy tin tôi. Ông muốn làm người hùng giữa cái hố sâu cám dỗ này sao? Không, tôi không mơ làm một kẻ anh hùng thời đại. Tôi chỉ là một thanh niên giàu sang phong đảng, nhưng không nỡ với tay làm rơi quả chín trên cành. Vì trong tim tôi từng ao ước như một điều, tôi cũng muốn có một người vợ hoàn toàn trong trắng trên bước đường đời, chưa một lần gót bẩn vết nhơ. Thì làm sao tôi nỡ xô cô vào bóng tối, nếu như cô cần tiền để thay đổi hoàn cảnh, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Chỉ mong cô từ nay hãy lánh xa, đừng quay lại nơi này. Chỉ mới gặp nhau trong chốc lát, chưa biết hoàn cảnh tuổi tên, sao ông lại sẵn sàng ném tiền qua cửa sổ? Tôi chỉ giúp đỡ cho cô, không phải là ném tiền qua cửa. Vả lại, tôi tin cô không thích làm cảnh thiêu thân dấn thân vào lửa đỏ. Cảm ơn ông, nhưng cô còn băn khoăn điều gì nữa? Ông ơi, chắc tại những ngày qua tôi đã lâm vào tuyệt vọng, nên giờ đây luôn mang nặng nghi ngờ. Tôi đâu dám tin rằng dịp mai sẽ đến với đời mình. Không lẽ cô không có ai thân thuộc sẵn sàng giúp đỡ hay sao, mà phải đánh đổi đời con gái? Tôi chẳng có ai là người thân thuộc, nên số phận đã để đưa tôi đến tận cùng. Nếu như ông thật lòng thương xót thì tôi nguyện mang ơn ông đến trọn đời. Đêm hãy còn dài, nếu cô không ngại thì cô hãy cho tôi biết vì sao cô phải lâm vào cảnh tử nhục này. Chưa dòng nước giữa đêm trường biết về đâu, còn mong chi đời thương xót đắng cay môi cười mà lệ rưng rưng. Sao để tàn phai tình xuân còn thắm đã vương sầu nhạt nén môi. Đời tuy phô phàng cay đắng, hãy quên nỗi sầu tìm về tương lai. Ông ơi, nếu như ông ở hoàn cảnh như tôi, sớm mồ côi mẹ lại phụng dưỡng cho người cha điên loạn, thì ông sẽ thông cảm vì sao tôi lại dấn thân tôi vào bước đường. Cũng may là tôi không quyết định tham gia vào chuyện này, chứ không thì... Tôi cũng lấy làm lạ, là tại sao với tư cách của ông, ông lại đặt chân đến đây? Tư cách của tôi cũng không hay ho gì đâu, chỉ có điều tôi chưa đến nỗi bất chấp tất cả. À, mà nhà cô ở đâu vậy? Xin ông đừng bắt buộc tôi phải nói. À, thôi, nếu cô không muốn nói thì thôi. Xin lỗi ông, ông là người ơn của tôi, tôi mang ơn ông lắm. Nhưng xin ông đừng giận nếu như tôi không cho ông biết họ tên và nhà cửa. Vì tôi muốn khi bước chân ra khỏi căn phòng này, tôi sẽ cố quên tất cả. Được rồi, được rồi. Bây giờ cô cứ ngồi yên nghỉ ngơi đi, trời cũng sắp sáng rồi đó. Dạ. Đôi đứng ngóng và đôi thắp nắng
mặt đất nghiêng mặt trời cũi nhìn. Em hãy ngủ đi. Ngủ đi em, đôi môi lửa cháy. Ngủ đi em, mi cong cỏ mượt. Ngủ đi em, tay xanh ngà ngọc. Ngủ đi em, tóc gió thôi bay. Đời đã khép và ngày đã tắt. Em hãy ngủ đi. Đời mãi đêm và ngày mai buồn. Em hãy ngủ. Làm gì vậy? À, tôi chỉ muốn khoác tấm chăn này cho cô đỡ lạnh mà thôi. À, cảm ơn ông. Đã rạng sáng rồi, thôi cô về đi. Tôi chỉ còn biết cảm ơn ông và xin vĩnh biệt ông. Coi kìa, đừng nói lời vĩnh biệt mà cô hãy gọi là tạm biệt chứ. Chỉ tạm biệt thôi sao? Tôi nghĩ là... Vì tôi muốn chúng ta sẽ còn gặp lại vào một ngày không xa. Tôi với ông như nắng sớm mưa chiều. Tôi muốn... tôi muốn cô hãy xem tôi như là bạn. Đời của tôi như hoa tàn cỏ dại. Đâu dám hảo quyền có một người bạn cao sang. Đừng kiếm tìm. Tôi không muốn gặp lại nhau. Để chôn sâu phút giây tủi hận. Nếu tôi nói rằng tôi sẽ không bao giờ quên được. Ông... Và thôi, cô về đi. Cảm ơn ông. Chào ông. Vâng, chào cô. Chẳng lẽ chỉ gặp nhau như thế này thôi sao? Tại sao tim tôi cứ thôi thúc muốn gặp lại cô ta? À, hay là mình đã yêu. Lưu đây, Phong phải không? À, gì đó Lưu. Sao thế nào rồi? Nàng tiên đó chắc chắn là cụ non chứ. Ôi, suốt đêm qua tao không hề chạm tới người nàng. Cái gì? Mày không... Phải, tao chỉ nói chuyện rồi tiễn nàng về thôi. Trời đất ơi, sao mày không cho tao hay sớm? Tao lỡ trả tiền rồi. Thôi được rồi, để tao đi đòi lại nha. Đừng làm như vậy. Cứ xem như giúp đỡ cho nàng trong lúc khó khăn. Tao thì không hiểu nổi mày. Sai sang thì cũng phải có lý do rõ ràng chứ. Đằng này... À, tao hiểu rồi. Hay là mày không thích con nhỏ đó phải không? Nàng rất dễ thương Lưu à. Đúng là không hiểu mày ra sao cả. Được rồi, tao thanh toán tiền phòng nha. Ăn sáng tại Proda, tao chờ mày nhé. Bye. Tình ơi, tôi gọi người tình ơi. Chỉ còn đôi ta trên thế gian không còn ai. Này người tình ơi, tôi gọi người tình ơi. Trọn đời yêu em yêu cánh hoa xinh tuyệt vời. Ê, thằng kia, cô ta đâu rồi? Ông là ai? Ông muốn cái gì? Mày không cần biết tao là ai. Mày hãy trả lời cho tao biết, cô gái vào đây đêm qua với mày đâu rồi? Nói mau. Ông này lạ chưa? Ông ở đâu tới đây mà hâm dọa tôi vậy? Cái gì? Hâm dọa mày hả? Tao không hâm dọa xuông mà tao sẽ ra tay. Cho mày tôi mang. Hãy nói ra mau, cô gái ấy ở đâu? Đêm qua cô ta ở đây cùng tôi tâm sự. Hả? À, vậy là đêm qua cô ta đã... Trời ơi! Nhưng ông là gì của cô gái đêm qua?
mà lại kim tìm với thái độ hung hăng. Tao đã tìm cô ta suốt đêm mà không gặp. Thôi rồi một đời qua đành ôm hận nhuốc nhơ. Ông yên tâm, cô ấy được đối xử rất là tử tế. Khi vừa rạng sáng cô ấy đã về, và chắc chắn cô ấy rất vui vì sẽ giải quyết được khó khăn của gia đình. Và thế là lương tâm của mày không hề dai dứt khi phá hoại đời một cô gái trong trắng chứ gì. Tôi... Ông hãy nghe tôi nói đây nè. Đối với con bọn đàn điếm như mày thì lúc nào cũng cho rằng có tiền là mua tiền cũng được, phải không? Tao giết, tao giết. Đừng Tôi đã giết người. Tôi đã giết người. Đã quá. Không có nó ở nhà, mình lấy đồ này mình mặc vô cho nó mát. Sao bây giờ mình hát cái gì cho nó vui cửa vui nhà nha. Để coi cái bài gì mà nó hợp với lứa tuổi của mình ở đây. Nhớ rồi. Cháu lên ba. Cháu lên ba, cháu vô mẫu dâu. Cô thương cháu là cháu không khóc nhè. Thôi không hát bài đó nữa đâu, bài buồn thấy mẹ. Vậy thì mình hát bài khác. Nhớ nữa rồi. Hôm qua em đi chùa Hương, hôm nay em đi chùa Hương, bữa nào em cũng đi chùa Hương. Mô Phật. Cái rồi. Nói về. Ủa, mới nghe tiếng ba đây, ba đâu rồi? Ba ơi ba, ba đâu rồi ba? Ba ơi. Trời đất ơi, ba làm cho con hết hồn hết vía à. Ba, sao ba chui xuống ngầm bàn chi vậy? Tao chui vô đây cho nó mát. Ba ra đi đi ba. Ra nha ba. Ý trời ơi. Ba, sao ba cứ lấy quần áo của con mặc hoài vậy? Con đã chỉ cho ba rồi, đồ của ba đó con để sẵn trên giường, sao ba không mặc hả? Đồ đó xấu lắm. Còn đồ này nó đẹp nè. Ba, thôi ba thay ra đi ha. Rồi mai mốt á con sắm đồ đẹp cho ba. Ba chịu không? Nhớ sắm đồ đẹp không? Dạ. Nè, nhưng mà nhớ có mấy cái bông nè. Nè, có bông dạ. Nó mới đẹp á. Dạ con nhớ rồi. À ba ơi, ba đói bụng chưa vậy? Đói chứ. Con có mua cho ba ổ bánh mì nè. Ba ăn đi, rồi chút xíu nữa ba ăn cơm ha. Cảm ơn mày nha. Mày cho tao ăn ha. Mai mốt cái tàu lớn lên, cái tao đi làm việc, cái tao nuôi lại mày nha. Ê! Trời đất ơi! Gì vậy ba? Nó kìa! Nó bắt tao! Anh Nam. À, cô Linh, tôi xin lỗi vì tôi đã làm cho bác sợ. Không có sao đâu anh. Cứ mỗi lần thấy anh á là ba tôi đều bỏ chạy hết mà. Anh đừng có bận tâm. Mời anh ngồi chơi. Dạ cảm ơn cô. Anh Nam à, bộ lúc này anh có việc làm khác rồi hay sao mà không thấy anh đạp xe xích lô nữa? Mấy bữa nay đó không có anh, em phải kêu xe khác đi làm đó. Tôi sắp đi xa cô à. Hả? Anh phải đi xa à? Anh Nam, em chưa kịp cảm ơn anh về cái đêm mà anh giúp cho ba em trong bệnh viện thì anh đã vắng biệt tâm hơi rồi. Cô Linh, cũng từ đêm hôm đó mà tôi phải lánh mặt về quê để che giấu hành động đã gây ra. Nên tôi không kịp đến đây từ già cô. Anh đã gây ra chuyện chi
xảy ra sao khiến anh lo sợ mà phải trốn lánh mọi người không kịp nói tiếng giả từ. Tôi cũng không ngờ trong một phút giây tôi đã trở thành một kẻ sát nhân. Anh nói sao? Anh đã giết người à? Nhưng vì lý do gì? Vì đau sầu, vì uất hận khi biết cô bắn mình để cứu mạng cha. Trời ơi, anh đã giết người, nhưng mà anh giết ai? Cô Linh ơi, khi biết cô nhắm mắt buông xuôi bắn mình trong mưa gió, tôi đứng chết lặng giữa đêm khuya mà nghe như ai sẽ tìm mình. Tôi đã gào to lời trách đất tháng trời. Trời ơi, tại sao lại đẩy đời một cô gái ngây thơ vào ngõ cụt? Đau buồn suốt mấy năm rồi còn chưa đủ hay sao? Ông tạo ra chi một cánh hoa để rồi xuân chưa đến lại xua giông tố về làm tới ta. Tôi trách trời cao đến mòn hơi khăn tiếng, rồi lại trách cô so dội vàng. Còn biết bám víu vào đâu nữa. Tôi không thể đành lòng nhìn cha tôi chết dần, chết mòn ở trong bệnh viện. Tôi thì đành vậy, qua không được trâu cho vương trong giường mộng cũng là do số kiếp. Tôi phải dấn thân vào bụng nhớ lề lỗi để cứu nguy cho đấng sanh thành. Và vết nhớ kia sẽ không mờ phai trong suốt cuộc đời. Vì cha tôi sẵn sàng chấp nhận, dù chưa đời mình hết hy vọng đón bình minh. Nhưng mà tại sao cô lại giấu giếm tôi? Nếu cô cho tôi biết, tôi có thể giúp cô. Cô có biết là tôi quý mến cô nhiều lắm không? Nỗi đau riêng tư làm sao tôi dám kể, chỉ còn biết âm thầm đau khổ mà thôi. Tôi đã tìm cô khắp các nẻo đường, trong các khách sạn vào đêm đó, nhưng không gặp. Đến khi tìm được đến nơi thì cô đã về rồi. Nghĩa là cuộc mua bán đã trôi qua. Nỗi căm giận trào dâng trong lòng tôi. Tôi không còn kìm được nữa. Tôi đã giết chết kẻ đã bỏ tiền ra để cùng cô ân ái. Trời ơi, Anh đã giết chết người ta. Phải. Không, không, đó là người ơn của tôi mà. Hả? Khi biết được hoàn cảnh khốn khổ mà tôi đang gặp, người đó đã giúp đỡ tôi tiền chữa bệnh cho cha mà không có màng ân ái. Cô nói sao? Tôi thề với anh là tôi nói thật mà. Trời ơi, vậy là tôi đã giết lầm rồi. Cô Linh ơi, bây giờ tôi phải làm sao đây cô? Tôi phải làm sao đây? Trời ơi. Anh Nam, anh bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại đi anh. Trời ơi, tôi mong là người ta chưa có chết. Không, đã chết rồi, chính ta tôi giết mà. Trời ơi, bây giờ tôi phải làm sao đây? Thôi, đời cô chưa đánh mất là tôi vui rồi. Tôi đã có cách giải quyết chuyện của tôi. Anh Nam, anh định làm gì? Tôi sẽ đi thật xa, lánh mặt giấu tên. Anh Nam, tìm một việc làm nào đó để gửi tiền về cho cha mẹ của tôi. Thôi, tôi đi nghe cô Linh, tôi đi nha. Anh Nam, trời ơi,
vì mình mà một người mang tội sát nhân, và một người phải chết. Ông ơi, nếu ông có linh thiêng, xin ông hiểu cho rằng lúc nào tôi cũng nhớ mãi ơn ông. Chơi! 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 Bà ơi! Bà ơi! Bà! Chuyện gì vậy ba? Chạy! Tao chạy! Ừ! Tao! Con chạy! Con chạy! Trời ơi! Con đã nói là để con nấu cơm mà. Bà không biết nấu, có bữa cháy nhà đó. Bà ở đây chơi, đừng có ra đường nghe. Ngu sao ra? Ra ngoài tụi nó bắt. Dạ chào ông. Ý lộn. Dạ chào bà. Ủa mà không phải nữa. Dạ chào ông. Cũng chưa chắc chắn nữa. Không biết ông nghe bà đấy. Ngồi. Dạ cảm ơn. Ngồi đây. Dạ, chạy đi. À. Làm gì kì vậy? À. Chạy đâu vậy? Đi lấy nước chứ chạy đâu. Chà, một con người lịch sự chắc gặp người đa hệ rồi. Cái mặt thì đàn ông mà bận đồ đàn bà. Kêu bằng ông không được mà kêu bằng bà cũng không xong. Biết kêu bằng gì đấy? Để bóp cái tư duy lại suy nghĩ coi. À, có rồi. Mình kêu bằng du. Cái tiếng ngoại quốc thì du á, là ông hay là bà cũng được. Đúng rồi. À, đây nè, nước nè, uống đi. Đa tạ tình du. À, nước gì đây? À, chắc nước dừa nên hơi đục ha. Ờ, uống đi. Đa tạ tình du, uống liền. Đang khát mà. À. Trời ơi, cái nước gì mà tanh quá vậy? Nước gì? Hả? À, nước gì vậy? Nước rửa chén. Trời ơi, nước rửa chén. Trời ơi, tiêu có bao tử con rồi. Trời ơi, trời. Nè, tôi với dù mới gặp gỡ lần đầu. Chào. Chưa biết chưa quen nên đâu có quán thù. Mày nè. Sao dù nỡ chơi cái trò độc ác. Đem cho tôi uống nước rửa chén. Đừng nghĩ già mà dám chơi cha. Coi chừng có bữa dù bể đầu. Tao là tiên ở trên trời. Hả? Tao xuống đây là giúp đỡ cho mày. Trời ơi. Tao có bánh, có xôi, có chuối. Tao có súng, súng tao bắn chốc chốc. Chết rồi. Nếu mày bị ăn hiếp thì tới đây. Có tao, tao bắn nó lòi ruột. Rồi rồi, gặp người cõi trên rồi. Ủa, Du nói gì nãy giờ tôi không hiểu gì hết trơn rồi. Gì? Chuyện gì vậy? Bộ quan trọng lắm hả? Nè, nói đi, không có ai đâu. Hả? Ừ. Đâu có ai đâu, nói đi. Mày biết mà đi kể ra là chết đó nghe không? Trời ơi, tôi nói thiệt cái Du ra. Cái miệng tôi không có bếp xếp đâu. Nói đi, chuyện gì? Nhột. Không nói mà cười nhột. Trời ơi, nghe cái giọng cười sao tôi nổi da gà hết trơn rồi à. Mà nãy giờ tôi quên hỏi. Ai Du, có phải đây là nhà của cô Linh không? À, cái cô Linh đó. À, Linh. Ồ, phải hả? Vậy cổ đâu rồi? Đâu? Trời, đâu? Đâu? Tôi hỏi Du bà. Cô Linh đâu rồi? Có nhà ông Du? Cô Linh đâu? Linh là tôi đây. Ông tìm tôi có chuyện gì vậy? À, cô Linh. Cô không nhớ tôi sao? Xin lỗi, tôi chưa gặp ông. Chưa gặp à? Nếu cô không nhớ thì tôi nhắc ngang. Tôi là người đã giúp cho cô kiếm tiền cái đêm hôm mà. À, thôi tôi nhớ rồi. Ông tới đây làm gì? Có chuyện mới tới chứ cô Linh. Tôi nghĩ là tôi không có chuyện gì với hạng người như ông hết. Mời ông ra khỏi nhà tôi ngay. Đi mau. Khoan, đừng nóng mà cô Linh. Tôi chỉ đem lại điều may mắn cho cô thôi mà. May mắn? Tôi không dám đón nhận điều may mắn ông đem tới đâu. Mà ai chỉ cho ông mà ông biết nhà tôi ở đây vậy? Cần gì ai chỉ? Miễn bỏ tiền ra mướn á, thì tìm bất cứ người nào ở đâu tôi cũng tìm ra trơn rồi. Có tiền là được à. Nói vậy có người mướn ông đi tìm tôi à? Đúng vậy. Người đó là ai?
đó là người quen đã có lần cô gặp gỡ rồi. Xin ông nói rõ thêm người đó là đàn bà hay đàn ông? Đàn ông chính công mà lại là thanh niên đẹp trai quý phái hà. Anh ta đã từng cho cô mấy chỉ mà chẳng nàng ái ân. Lẽ nào anh ta hiện vẫn còn sống ở trên đời? Tôi nghe đồn anh ta đã bị giết vào sáng hôm sau. Cũng may cấp cu kịp lúc nên mạng sông vẫn chưa đứt bông. Vết thương chưa lành hiện trong bệnh viện đang nằm dưỡng bệnh. Ông ơi, ông chắc chắn là anh ấy còn sống chứ? Thì chính anh ta nhờ người đi tìm tôi. Sau đó anh ta mướn tôi đi kiếm cô nè. Trời ơi, cái số của cô cũng thiệt là may mắn nha. Vừa có tiền mà vừa không mất gì. Bây giờ đó anh chàng lại si tình cô nữa. Nè nè, cô mà bắt bầu với hắn nha, thế nào đời cô cũng lên hương như diều gặp gió. Nói cho cô biết, hắn rất có nhiều tiền. Trời ơi, giờ cái mã của hắn đó, là tôi biết hắn loại công tử con là giàu, học giỏi, đẹp trai, đủ thứ chuyện. Thôi, bao nhiêu đó đủ rồi. Dạ. Cảm ơn ông đã cho tôi biết. Bây giờ ông về đi. Về sao được? Tại tôi có bổn phận mới đưa cô tới gặp mặt anh ta mà. Chừng nào thấy mặt cô, anh ta mới đưa tiền cho tôi. Vậy thôi. Ông đã biết nhà tôi rồi. Dạ. Nếu mà tôi không đến, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vậy à? Ông cứ để lại địa chỉ bệnh viện và số phòng của anh ta đang nằm điều trị, tôi sẽ tự đến mà. Dạ. Anh ta rất nóng lòng muốn gặp cô. Cô nên đi liền. Cứ hỏi phòng anh Phong. Tôi không muốn đi cùng với ông. Tôi sẽ đến để viếng thăm, nhưng không phải hôm nay nào? Mà ngày mai khi nắng chiều phai. Cô đã hẹn thì nhớ y hẹn, anh ta rất mong chờ. Thôi bây giờ tôi goodbye. Cảm ơn ông. Chào ông. Chào cô. Người anh Nam vô tội. Anh Nam ơi, anh không phải là kẻ sát nhân đâu. Anh Nam ơi. Không khí náo nhiệt của Sài Gòn ban đêm hay sao mà đứng trầm ngâm vậy? Đâu có, tao đang chờ. Chờ em phải không? Anh Phong, bữa nay khỏe không? Cảm ơn, cũng còn mệt lắm. Ủa, sao thức ăn em mua còn y nguyên hả? Bệnh không lo ăn uống rồi làm sao khỏe được? Anh không ăn á là em giận. Ây cha, sung sướng chưa? Có người lo cho từng miếng ăn giấc ngủ, vậy mà còn mơ mộng gì nữa không biết nữa à. Ôi, phải chi mình cũng được có người lo. Xạo mày. Mày có cả thiên cả tỷ cô. Hô một tiếng là thiếu gì người lo.
Lo chung chung thì có, nhưng mà chung tình thì hiếm lắm. Thằng lãng nhắc, cái gì mà chung tình, nói tầm bậy tầm bạ không à? Phải rồi, tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tà la phải không? Nè, hai anh chị đứng yên cho tôi ngắm chút xíu coi. Ôi, xứng đôi vừa lứa hết sức vậy đó. Hai anh chị mà ba la rồi á thì bầy con nít nó lũ lượt chui ra nó la che che. Cô đi mẹ ơi, lúc nào cũng cáp cáp vô ba cái chuyện đó không, mệt quá. Ê, sao kỳ vậy mày? Nó giờ tao giỡn vậy mà mặt mày quạo quá vậy hả? Anh Lưu, nếu anh Phong không ưng á thì anh đừng có nên giỡn quá lời. Em nghĩ rằng từ bấy lâu nay trong em đã nảy sinh một thiện cảm. Em rất cảm mến hai anh, từ tính tình đến trí nhân. Riêng về chuyện tình yêu, em đâu phải là hạng gái lăng nhân, mà phải mong được một chút thương hại muối lòng, hay phải cầu cảnh giang sinh. Tình cảm của anh Phong, trên đời không thiếu chi đàn ông, mặt đất cũng không thiếu chi đàn bà, nhưng cái chính là ở tâm hồn có hòa nhập hay không. Em vẫn hằng ước mong một tình yêu tự nguyện và chân tình, nên chỉ yêu kẻ yêu mình, chớ không yêu người mình yêu. Cảm ơn lời chỉ dạy của Nhung, nhưng tôi nay đã lớn khôn rồi nên cũng hiểu được sự đời, rất cẩn trọng trong đối xử. Em thấy bữa nay anh có nhiều thay đổi, không hiểu có được bởi do đâu. Nhung chớ suy diễn nông sâu, tôi với Nhung chỉ là bạn mà thôi. Bạn? Anh hiểu thế nào là tình bạn? Thời gian vừa qua, anh đã làm cho mọi người tưởng là anh và tôi là một cặp uyên ương đầy hạnh phúc. Vậy mà bây giờ bỗng nhiên anh chuyển hướng thành tình bạn. Tình bạn à? Anh không hiểu hay anh cố tình không hiểu là tôi yêu anh chứ? Thôi đi em, đừng có nói nhảm nữa. Tôi muốn phát điên lên đây nè. Thôi, cái gì vậy? Trời đất ơi, xin hai bạn đi, giảm bớt sự căng thẳng không cần thiết, tự nhiên gây hoài à. Trên mặt đất này, mọi sự hiện diện đều có lý do, và khi muốn tìm hiểu lý do thì không thể là không cần thiết. Vậy Nhung muốn gì ở tôi? Em xin lỗi, cho Nhung được hỏi những bông hoa này. Bó hoa lạ này là của ai chứ? Chính tôi cũng còn chưa biết nữa. Mà Nhung hỏi để làm cái gì? Để bổ sung cho sự tìm hiểu lý do vì sao mà anh trở nên cao quý với Nhung chứ. Nhung ích kỷ quá vậy. Anh. Ai đó? Vào đi. Kìa, Linh. Dạ, chào ông. Mà tại sao ông Phong lại biết tên tôi? Dù cô cố tình giấu, nhưng cái người tôi mướn đi tìm cô, chắc chắn là họ phải biết tên cô chứ. Thế còn cô, tại sao cô lại biết tên tôi? Ông đã trả lời rồi lại còn hỏi. Nếu không biết tên ông, làm sao tôi đến đây được? Và lại còn đọc được cả hồ sơ bệnh án nữa. Như vậy, bó hoa cúc này là của... Dạ, xin lỗi ông. Hồi nãy tôi vô đây lúc ông còn đang ngủ. Trời ơi, anh Lưu, anh xem kìa, họ đóng kịch giỏi thiệt à. Cô em, chào cô em. Cô em xinh đẹp, chắc chưa quên tôi phải không? Dạ, ông là... Xin giới thiệu với Linh, đây là các bạn của tôi. Không dám đâu, không dám bạn đâu. Nhung, làm gì vậy Nhung? Em làm gì đâu. À, hay là có mặt em ở đây hai người nói chuyện cũng được. Thôi, Lương, về. À, phải đó. Mày với cô này ở đây nghỉ nghe. Tụi tao về. Tùy. Tùy tức là không nên ở. Thôi, ở chi? Về. Ông Phong, ông bị thương có nặng lắm không? Đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Mà cô đừng gọi tôi là ông nữa, tôi chỉ hơn cô vài tuổi thôi, chứ cô gọi vậy nghe già lắm. Vâng, nếu ông... dạ không, nếu mà anh Phong muốn như vậy.
cô Linh. Sao mà đến hôm nay cô mới tới? Thú thật là tôi có ngại. Ngại gặp tôi chứ gì? Đã mấy lần tôi toan tìm vào thăm anh, nhưng mỗi khi chân vừa đến đây lòng tôi xuống sang vô cùng, nên ngại ngùng âm thầm quay bước. Lòng dằn lòng hơn sao sẽ đến thăm những điều băn khoăn. Đã bao ngày tôi đợi chờ ai, từ lúc nắng nghiêng mây chiều đến khi đêm xuống buồn hiu. Đợi chờ mà làm chi, sang trang sướng khói mau tàn. Lòng vẫn nặng mang một dáng hình xe thắt buồn, không lúc nào tim xóa mờ. Nhớ mãi chi anh cánh lục bình, còn kia bao đóa hoa xinh rực hồng trong nắng. Khắc sâu trong từng đáy lòng chỉ riêng bóng hình em. Anh ơi, tôi với anh chỉ là gió là mưa, gặp nhau trong buồn lặng lẽ, rồi đến khi hoàng hôn lùi bước thì gió tiếp tục bay theo bầu trời cao rộng, còn những hạt mưa sẽ cuốn trôi đi vào chung ao tôi. Tôi như cánh bèo trôi dạt giữa dòng không. Em không phải là một cánh bèo trôi, mà em là một đóa hoa cần được nâng niu quý trọng. Nếu như đời em đã nhiều đau khổ thì anh xin làm dòng suối mát xóa đi bao nỗi khổ đau. Nhưng thân vũ nở như loài bướm trong đêm, tôi làm sao dám ra nắng mai để thiêu dệt. Anh xin giữ tròn trong tim lời nguyện, ngày mai ta sẽ nên đôi, cho đôi mắt lệ hết còn sầu thương. Chỉ mong sao cho thuyền xuôi mãi, đôi chim giữa trời vượt qua ngàn phong ba. Một mai dù có cách xa, em xin giữ vẹn tình anh trọn đời. Anh tin rằng tình của chúng ta sẽ không như những chiếc lá thu dễ rơi rụng khi gặp cơn gió mạnh. Anh sẽ quyện chặt đời mình trong chỉ hồng tơ thắm, trong hoa pháo rộn ràng và suối rượu nồng say mừng hôn lễ. Em chẳng dám mơ mình cùng chung lối mộng, em sợ gió mưa làm tan vỡ duyên đầu. Nếu hai đứa mình đi về cùng chung lối đường, thì dù đêm tối khó làm mờ lối yêu thương. Nếu hai đứa mình thành đôi chim, chấm đôi cánh nhiều
lành đêm trường cũng dẫn dịu em. Anh ơi lần đầu tiên trao gửi yêu thương em đặt trọn niềm tin vào anh đó. Em như hạt sương mong manh trên cành lá, xin ơi đừng vô tình cho sương phai vỡ tan. Em yên tâm, hãy tin anh. Anh Phong, em tin anh. Linh, em. Anh, anh sẽ đánh điện cho ba anh biết, để ba anh về gắn lo hôn lễ cho chúng mình. Ba anh ở xa lắm sao? Ở nước ngoài lận. Như vậy em sợ làm phiền ba anh quá à? Anh muốn ba anh có mặt trong hôn lễ của mình, để em khỏi sợ mặc cảm là tình yêu của chúng mình xuất phát từ sự bồng bột nông cạn, không được sự chấp thuận của gia đình. Em xứng đáng được ba anh đem xin lễ sang nhà để xin cưới về cho con trai của ổng. Anh, anh ơi, ngày đó còn xa không anh? Không xa đâu em. Phong, cái ngày hạnh phúc đó sẽ xa thăm thẳm. Nói đúng hơn là sẽ không bao giờ có cái ngày đó. Con vũ nữ rẻ tiền kia, mày định phá vỡ kế hoạch của tao à? Đừng hòng, chóng mắt lên đi mỏi mòn chờ đợi cái ngày vui không bao giờ tới. Tình yêu của tôi không thể nào trong phút chốc lại biến thành tình bạn. Không, không bao giờ. Chẳng lẽ tôi lại trở thành kẻ thua cuộc trong cái bạn tình? Không, không. Anh tính tiền anh đưa em về nha. Không, tôi không về đâu hết. Đưa chai rượu cho tôi. Đưa đây. Trời ơi, em đã uống nhiều quá rồi. Cần phải uống nữa. Uống, uống để quên mà. Em sao vậy? Em khóc đó à? Im đi. Tại sao lại cười chứ? Vì anh quá ngạc nhiên. Một người con gái từng trải như em mà cũng biết khóc vì tình yêu nữa sao? Tôi cũng đang tự hỏi mình, tại sao bên trong cái dáng vẻ ngênh ngang này nó lại chứa đựng một tình yêu. Sắc đang
khóc nữa mà, bình tĩnh đi Nhung. Phong ơi, Phong ơi, sao anh nỡ quay lưng trước một tâm tình? Hay anh chê em không mềm như tơ liễu? Anh có biết tình em đã gửi trọn về anh? Thôi mà, nghe lời anh đi. Đừng uống nữa Nhung ơi, rượu đắng dẫu mềm môi cũng không xua được đau sầu. Hãy nghe anh cô quên môi duyên đầu. Mơ ước bao lâu vẫn xinh tươi như một cánh hồng, chỉ tại kẻ thứ ba nên duyên em mới lỡ làng. Hả? Anh nói gì? Tại tại cái cô vũ nữ kia mà Phong bỏ tôi sao? Một lũ nghèo hèn khốn khổ mà vớ được chiếc phao bằng vàng thì phải ráng mà bám cho chắc chứ. Điều đó quá dễ hiểu mà. Được rồi, tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ tôi để cho nó yên đâu. Nữa lại đổ bể nữa rồi. Thôi đứng lên đi, anh đưa em về nghe. Không, tôi không đi đâu hết á. Tôi chưa có muốn về, tôi còn phải gặp Phong. Gặp Phong hoài hả? Phong hả? Làm gì có Phong ở đây? Phong hả? Làm gì có Phong ở đây? Giờ này anh biết không, Phong đang vùi mình trong hạnh phúc bên người tình mới rồi. Người ta đâu có thèm để phí thời gian đi gặp gỡ cái con Nhung khô khan và phóng đãng này đâu. Đó, té nữa rồi. Trời ơi, anh nói rồi, Nhung mệt lắm rồi. Đừng uống nữa, đứng lên, anh về, anh về nha. Không, tôi không có đứng. Đi tránh xa tôi ra. Tôi muốn quên đi những men rượu đêm nay chỉ làm cho lòng tôi thêm nhớ. Người vẫn còn đây mà nước mắt tôi như xa xôi cách biệt muôn trùng. Đêm giăng khô liêu mình tôi đứng lẻ lạnh lùng. Nước mắt cô đơn đọng đầy trên mặt tôi. Có ai biết rằng tôi đang khóc. Nhung ơi em chớ phiền, mãi mãi Phong với Nhung vẫn là người bạn. Bạn à? Phải. Khoảng cách bạn bè đã thu ngắn lại. Từ bao lâu tôi âm thầm mơ một mối duyên lành. Tình yêu ơi sao chẳng đến với tôi, lạnh lùng chi hỡi. Bên nhau bao lâu mà lửa tình yêu không đượm, có nghĩa là duyên kia mãi mãi xa dần. Phong ơi, em sống làm sao khi anh không có trong đời.
Nhung ơi đừng hy vọng khơi lại đốm lửa tình tàn lùi. Một đốm lửa lập lòe đâu xua nổi giá đông. Vậy thì hãy về đi, hãy quay về với góc trời sương dịu dàng ấm áp. Hãy đi đi, hãy để mặt tôi trong gió đông buốt lạnh ôm đốm lửa mong manh mà khóc hận duyên đầu. Nhưng mà tôi đừng an ủi chi cho tôi thêm sầu thêm tuổi, đừng rủ thêm tràn giọt đắng trong tôi. Ta không đến với nhau, đã không cùng chung gối mộng thì cũng xin đừng chia buồn bên sông cửa mặn chi. Phong Nhung, Phong ơi, lưu đây, lưu đi mà có phải Phong đâu nào. Hãy đến đây với em mà anh Phong. Trời ơi, cứ Phong hoài, Phong hoài. Biết Phong ở đâu mà có cho em đây. Thôi được rồi, một xuống đây nghỉ chút xíu nha. Anh gọi Phong cho em. Alo, Phong đó hả? Ờ, đang làm gì đó? Nhung đang cần sự an ủi của mày đó. Tới đây một chút được không? Nếu kẹt hả? Ờ, thôi được rồi, kẹt thì thôi cũng được. Thôi chào nha. Phong, mày là cái gì mà ai cũng cần mày hết trơn vậy? Không thể được, không thể để cho con vũ nữ đó ung dung ngã lưng trên chiếc giường dương giả và trở thành một bà chủ ngôi nhà sang trọng của thằng Phong được. Miếng môi đó không thể để cho nó. Ta phải hành động ngay. Cuộc chơi phải kết thúc sớm hơn dự định. Còn cô bé phóng đảng này, cô đã không chinh phục được nó thì bây giờ không chỉ khóc là đủ đâu. Cô phải trả giá xứng đáng cho tôi cô bé. Ê Bôi. Dạ. Ông cần gì? À, tôi muốn có một căn phòng cho cô em này nghỉ mệt một chút được không? Dạ có ngay. Đây là nhà hàng khách sạn mà. Chắc ông định thuê đến sáng mai. Đúng vậy. Nè, nhớ là phòng máy lạnh nha. Được rồi, nhưng mà một mình cô này thôi à? Ừ, đâu có. Tôi phải ở kế bên để săn sóc chứ. Anh không thấy cô mệt lắm hay sao? Nhưng không được, không phải vợ chồng thì... Thôi rồi, tôi hiểu rồi. Ráng thu xếp cho tôi đi. Nè, cầm tiền uống cà phê đi. Được rồi, mời ông theo tôi. Chờ chút xíu nha, để tôi dìu cô ra. Nhung à, ráng lên đi. Ráng lên đi em, theo anh nè. Đi nha em.
những giọt nước mắt đêm nay không làm mờ phai bóng dáng em từng mơ. Thì anh xin quỳ dưới chân em tạ tội vì quá thương yêu nên chiếm đoạt thân gian. Anh muốn vòng tay anh xoa dịu vết thương đang tiểu nặng lòng đau. Nhưng ơi anh đã yêu em từ lâu lắm, nhưng âm thầm câm nín vì biết em đã gửi mong về phong. Nhưng bây giờ mộng kia đã vỡ tan thì em sầu anh cũng xót xa, nhưng trong thâm tâm dâng trào dâng niềm vui rộn rã. Em hãy thông cảm cho kẻ tình si không muốn đò tình thêm một lần nghỉ lỡ chuyến. Hiểu cho anh mà, anh yêu em thành thật mà Dung. Anh yêu em mà Dung, anh yêu em mà, anh yêu em mà. Em hiểu lòng anh không Dung? Thôi, thôi đừng thốt ra lời dỗ dành ngọt liếm. Lời của loài ông sao chi sai mất sắp bay xa, để lại cho qua một niềm hy vọng rồi lại đợi chờ đến khi thân xa khô mòn. Nhung ơi nếu vẫn xa em thì đời anh còn có nghĩa lý gì? Anh muốn đôi ta như bút mực quyển chặt vào nhau để viết nên những trang tình thơ mộng. Đã lỡ sang sông thôi thì xin trao thân gửi phận cho thuyền, chỉ mong thuyền đừng để sóng dập dùi xuống đây. Thuyền sẽ đưa em xuôi dòng về bên mong, không ngọn sóng nào làm sao đồng mày đây. Anh Lưu, em sẽ đáp lại tình yêu của anh, nhưng em cũng không thể quên nỗi đau này. Em hận Phong lắm sao? Phải, vì Phong đã vô tình trước tình yêu của em, đến nỗi một người kiêu sa như em phải gục đầu đau khổ, mà Phong vẫn lạnh lùng quay mặt. Nhưng dù sao Phong cũng là bạn em từ lâu rồi mà. Không, giờ đây em xem Phong là người thù, chứ không còn là bạn nữa. Nếu anh thật lòng yêu em thì anh cũng phải xem Phong như thù. Dĩ nhiên rồi, bởi vì giờ đây anh với em là một mà. Bạn của em là bạn của anh, và kẻ nào em thù hận thì cũng là kẻ thù của anh. Phong đã làm em khổ tức thì Phong trở thành mục tiêu oán hận của anh rồi. Và cô vũ nữ kia nữa, nếu không có cô ấy thì có lẽ em không phải khổ vì tình. Em không bao giờ em khổ. Vì vậy ngay bây giờ anh phải giúp em trả thù, anh phải giúp em. Yên tâm đi. Thôi bây giờ nằm xuống ngủ tiếp nghe em, trời chưa sáng mà. Ngủ anh đi. Hãy ngủ đi cho quên tình cũ. Anh hứa thì anh phải ráng giữ lời nha. Dân, anh hứa. Ngủ cho quên hết đi em, quên tình cũ, quên hết những khổ sầu của hôm qua. Linh ơi, Linh à, ông già Noel tới rồi. Ông già Noel tới rồi thôi ơi. Dạ, dạ thưa bác, cháu mới tới. Ông già Noel ơi, ông già Noel, ông già Noel tới rồi tụi bé ơi, tới rồi ông già Noel. À, anh Phong, ngồi chơi đi anh. Em đang bận nấu cơm ở phía sau á. Linh à. Dạ. Ba em nói gì vậy? Ba em kêu anh là ông già Noel đó. Ủa, sao lại kêu anh bằng ông già Noel? Anh không hiểu hả? Để em nói cho nghe nè. Chắc là mỗi lần tới đây anh hay mua bánh kẹo làm quà.
lại rất thích bánh kẹo anh mua. Đến khi thấy bông anh tươi là bà cứ kêu lên rồi đính. Chắc bà nghĩ anh là ông Noel hay cho quà đây thôi. Ông già Noel bữa nay tới nhà mà không thấy có mang quà, chắc hết tiền rồi phải không, nên không có mua bánh cho tôi Noel. Dạ tại đi gấp nên cháu không nhớ, xin bác đợi chút xíu nữa. Sao? Cháu sẽ mang về cho bác một hộp vô cùng thơm ngon. À, thôi, bữa nay ông già Noel nghèo thì thôi, đừng có đi ăn cắp bánh xấu lắm nghe. Bữa nay không có bánh thì để tôi vô trong buồng tôi lấy bánh của tôi ra cho ông già Noel ăn nghe. Ba còn bánh hả ba? Ừ, tao còn giấu chỗ kín lắm nghe. Tao sợ con nào đó nó ăn cắp. Nè nè ông già Noel ơi, chờ tôi chút xíu nghe. Anh Phong à, ba em bệnh nên có những lời nói ngây ngô, anh thông cảm đừng có buồn nha. Anh hiểu mà, em đừng có lo. Anh hy vọng rằng đến ngày chúng mình thành vợ thành chồng, anh sẽ chia sẻ được phần nào những lo lắng và khổ cực của em. Anh Phong, chắc anh biết là em yêu anh nhiều lắm. Anh biết. Nhưng em vẫn muốn nói với anh rằng có lẽ anh cần phải suy nghĩ chín chắn hơn anh mà. Suy nghĩ? Suy nghĩ gì hả em? Anh Phong mà, em muốn anh suy nghĩ lại trước khi quyết định, để sao không ân hận. Hôn nhân là hệ trọng, cuộc đời em bất hạnh, còn anh quá sang giàu, sợ vì em anh sẽ làm buồn gia đình. Em chớ nên lo ngại khi mình yêu nhau, đã là thề đổi trao, sớt chia cố sầu sương vui, dù muôn vàng khó khăn cũng không thể nào canh ngăn mối tơ duyên nợ. Em sợ hẹn sang hai nhà cách xa, đến khi duyên nợ phai nhạt, tình kia chẳng còn vấn vương. Anh ân hận thì em cố sầu dương mang. Em đừng lo sợ vẫn vơ, không có gì làm thay đổi con tim của anh được đâu. Nói thiệt nha, bây giờ mà có một cô tiên đẹp thì là đẹp ở trên trời giáng xuống đây biểu đổi em á, anh cũng không có đổi nè. Thiệt không đó? Anh á thì khéo nịnh em lắm mà. Thiệt mà. Trời đất ơi, rồi em sẽ thấy nha, tới ngày mà hai đứa mình già không dạ. còn cái răng ăn cháo à. Thì tình yêu của anh dành cho em vẫn còn trẻ mãi không già. Thôi đi ông thần ơi, tới lúc đó có cháu nội cháu ngoại hết trơn rồi, còn hơi sức đâu mà nghĩ tới tình tới yêu gì nữa không biết à. Anh Phong ơi. Gì đây em? Mà còn ba anh, ba anh nghĩ sao về chuyện anh dự tính hả? Anh đã nói chuyện với ba qua điện thoại rồi. Ba anh cho biết là ba không có phản đối, nhưng đừng có quá gấp, ráng thư thả vài ba tháng để ba anh thu xếp công chuyện ở bển xong, sẽ tức tốc về đây coi mắt ngay nàng dâu, rồi tổ chức đám cưới thật linh đình. Anh có kể sơ qua với ba về gia cảnh của em? Anh kể thế nào em mong là anh nói thật. Anh đã nói rằng em xứng đáng được làm con dâu, ba rất tin anh. Nhưng nếu ba anh biết được em đã xuất thân làm vũ nữ thì sao? Em yên lòng, đâu phải cứ ai làm vũ nữ thân đều dương nhuốc nghi nhờ. Anh là con một, ba anh rất chiều chuộng. Em cứ yên tâm, một khi anh đã chọn thì ba sẽ chấp nhận. Em nghĩ là hay anh cứ nói thật cho ba biết, rồi tùy ba định liệu. Em không muốn mình mang tội lừa dối ba anh à. Mọi chuyện em cứ để cho anh lo, đừng lo lắng gì cả hết á. Chắc chắn ba anh sẽ bằng lòng. Vả lại em cũng đâu còn làm công việc đó nữa. Linh à, khi dạ. tay anh đã nắm được tay em á, thì không bao giờ anh chịu để mất em đâu. Ôi da. Ủa, tay em sao vậy? Đưa cho anh coi coi. Không có sao đâu.
Em chỉ bị... Sao mấy ngón tay của em bị phồng hết ráo vậy? Tại vì em đi học mai, chưa có quen cầm kéo nên nó mới bị... Em đi học mai? Dạ. Em cũng muốn có một cái nghề đàng hoàng để sau này phụ lo cùng anh. Chứ em không muốn làm người vợ chỉ ở không để mặc cho chồng lo lắng anh à. Nhưng anh đã nói anh đủ sức lo cho em, anh không muốn em phải cực khổ nữa. Em đã khổ quá nhiều rồi. Anh Phong, nhưng mà... Linh... Linh ơi, dù trước ngõ nhà em hôm nay chưa rộn ràng tiếng pháo, nhưng khi môi đã trao lời thề chung thủy thì kể như đôi ta đã nên nghĩa châu trần. Dù cho bão tố phủ văn cũng không ngăn lối đôi mình. Phong ơi, hạnh phúc kề bên mà em vẫn còn lo sợ. Em vẫn chưa quên những ngày tâm tôi sau lưng. Hãy để sầu tư chết liệm trong đêm, đừng suy nghĩ vẫn dơ cho sương buồn văng mờ mắt ngọc. Mình tựa vào nhau trên thuyền duyên kiếp biển lặng sông, em ta cập bến ân tình nhớ mãi nghe em bao lời ta đưa tay nắm tay cùng kết tóc xe tình. Lần nói tiếng yêu thương là cả đời tim mãi vẫn vương. Anh yêu em từ khi mình gặp gỡ, từ lúc trao nhau ánh mắt như ban đầu. Buổi ban đầu lưu luyến mãi trong em, em đã khóc khi anh giúp em xa đêm tôi. Và phút giây ấy cho đến ngày nhắm mắt chắc không nghĩ bao giờ rời xa trái tim anh. Tôi xin có lời chúc mừng cho hai bạn. Chào ông. Lưu, đây là Lưu bạn của anh. Thôi, khỏi cần giới thiệu nữa, trước lạ sao quen mà. Chúng ta cứ xem nhau là bạn bè, cô Linh nhé. Dạ, mời anh ngồi chơi, để tôi vào lấy nước. Khỏi, tôi đang bận. Không à, cái chuyện đó... Dạ, xin phép, tôi ra phía sau nhà. Em đừng có ngại, cô ở đây, tụi anh có gì bí mật đâu. Đúng vậy, cô cứ tự nhiên đi. À, Phong à, tao muốn cho mày hay là có người chịu giá mua ngôi nhà của mày rồi đó. Vậy à? Ủa, anh Phong, anh định bán nhà sao? Đúng vậy, anh đã tính toán kỹ rồi. Anh quyết định phải bán căn ngay nhà đi để lấy vốn làm ăn. Kể từ nay anh khỏi dựa vào ba, mình phải tự tạo dựng nên sự nghiệp, không nên cứ trông chờ tiền nước ngoài gửi về. Ông nói đúng là đàn ông phải tranh đấu để lập thân. Gia đình kia dù to lớn bao nhiêu, nếu cứ ỷ lại không mưu cầu cơ hội, tới lúc nào cũng không còn, ăn hoài nuôi cũng mòn. Em nghĩ chắc anh đã xin ý kiến của ba anh rồi chứ? Ngôi nhà đó thuộc chủ quyền của anh mà, bà nội khi mất đã để lại cho anh. Nay anh muốn mượn nó làm vốn để tạo dựng sự nghiệp riêng cho mình. Nhất là bây giờ khi Phong sắp lập gia đình rồi, chẳng lẽ đến khi có gia đình vẫn tiếp tục ngửa tay xin tiền nữa hay sao? Một mình nó thì ông già lo không thắc mắc đâu, chứ có thêm vợ thêm con thì chắc gì ông già không chịu nổi. Anh thấy lời Lưu khuyên đúng, cho nên anh quyết định tìm cơ hội. Và cơ hội đang chờ trước cửa rồi. Thôi, bây giờ tao với mày đi liền đi, người mua đang chờ đó. Nếu suôn sẻ, có tiền rồi mình phải lo đi chuyện làm ăn nữa chứ.
sợ trễ quá có kẻ tới trước phỏng tay trên thì uổng cả dịp mai đó. Mình đi thôi, anh đi nha. Dạ. Nè, chút xíu nữa anh về đây ăn cơm đó. Bữa nay anh ăn cơm ở nhà em hả? Anh muốn kiểm tra tài nội trợ của vợ tương lai anh đó. Đi luôn đi. Tôi đi nghe cô Linh. Dạ. Chết rồi, bây giờ mình phải đi chợ để mua thêm đồ ăn chứ. Không biết ảnh thích ăn món gì đây. Ông già Noel ơi. Ủa, ông già Noel đâu rồi? Ông già Noel đâu rồi hả? Ảnh đi công chuyện rồi ba ơi. Trời ơi, như vậy là chết tao rồi. Chết tao rồi. Chuyện gì vậy ba? Bánh của tao bị mấy con thỏ nó ăn hết rồi. Ông già Noel, ông giận, ông không thèm tới đây nữa. Như vậy là chết tao rồi. Không đâu ba ơi, ảnh đi chút xíu ảnh trở lại mà. Ảnh không có đi luôn đâu. Ba đừng có buồn. Ông già Noel à, ông không có đi luôn hả? Dạ. Vậy thì tao không có khóc nữa mà tao cười nè. Ba ơi ba, ba ở nhà nghe. Để con đi chợ rồi con về liền. Ba nhớ đừng có ra đường nghe ba. Ngu sao ra, ra ngoài tụi nó bắt ta làm sao. Con đi nha ba. Ê, sao nổ? Có không? Sao lâu quá mày? Khoan từ từ mà nổi lên. Tao mướn mày vô mời nó ra quán nước cho tao nói chuyện. Sao mày chết trong nhà này cả buổi vậy? Làm gì ăn tiền của chị dễ lắm vậy? Sao? Mà mày có gặp nó không? Làm gì nóng dữ vậy? Nãy giờ tôi đã lên mây đành mà cô ta vẫn chưa có thấy mặt. Chỉ thấy có một ông già điên, chắc nghĩ là cô ta đi vắng. Sao mày không hỏi là bao lâu nó về chứ? Trời ơi, có hỏi rồi nhưng cũng không biết. Chuyện tao nhờ chỉ có chút xíu hả? Mày làm không xong hả? Cứ mong đợi tiền hoài hả? Thì tôi cũng đã dẫn chị tới nhà rồi, tại cô ta không có ở nhà chứ bộ. Với lại chị không giữ đúng hợp đồng. Trời đất ơi, không đúng hợp đồng. Hợp đồng gì? Hợp đồng cái vụ mà tôi xin lỗi. Ông và cô tìm nhà ai? Cô Linh. Cô Linh đã về đâu? Trả tiền đi. Ông có phải là sao nổ đây nè? Cô quên rồi sao? Tiền đấy lẻ lên. Tiền đấy, tiền. Ông tìm tôi hả? Cái gì dạ không. Tôi không có tìm chị mà người này tìm chị nè. Trả tiền lẻ đi, muốn làm gì làm nè bà nội. Đưa đây lẻ đi. Nè. Tốt quá. Sắp đây chắc đủ. Thôi tôi về ngang. Chúc hai người gặp nhiều tai nạn. Dạ sự bình an. Dạ thưa cô, cô là ai? Cô đến đây tìm tôi có chuyện gì vậy? Tôi là Nhung. Nhung? Người đã từng gặp cô trong bệnh viện lúc cô tặng hoa cho Phong đó. Sao chóng quên quá vậy? Dạ xin lỗi cô, tại vì lúc đó tôi không có để ý nên tôi chưa hân hạnh được biết cô. Đúng rồi, cô thì đâu có cần phải biết đến ai, vì hiện nay cô đang say sưa quan lạc trong bể ái trời ân và tham vọng giàu sang. Xin lỗi cô, tôi với cô chưa từng biết mặt, vừa mới gặp nhau sao cô lại nói nặng tôi. Nặng à, tôi còn muốn rạch nát mặt mày mới há giận của tôi. Cái thứ vũ nữ rẻ tiền mà lại không biết phận biết thân. Cô à sao cô? Cô đã cướp của tôi một tình yêu thơ mộng. Tôi nào có cướp gì đâu, chắc cô đã lầm ai. Tôi không lầm đâu, cô là Linh, là người vũ nữ nghèo mát nhất trong các con vũ nữ. Xin lỗi cô, cô không được quyền miệt thị tôi. Có quyền chứ. Và tôi sẽ còn nói lớn lên cho tất cả những người ở Sài Gòn này biết rằng cô là con vũ nữ rẻ tiền. Cô chuyện này quyến rũ đàn ông để moi tiền. Cô, tôi không muốn nói chuyện với cô nữa. Đứng lại. Cô phải đứng lại để nghe tôi nói chứ. Không, một khi danh dự của tôi đã bị cô ngang nhiên xúc phạm thì tôi không muốn nán lại nghe thêm dù chỉ một lời. Cô đã miệt thị tôi với mối giận hờn vô cớ, trong khi
tôi tiếp cô rất ân cần lịch sự, nên tôi không muốn kéo dài trước những lời bất nhã của cô. Vô cớ à, cô đừng mong che giấu, đừng cố tỏ xa mình là gái còn trinh. Chẳng lẽ cô không phải đã khuyên rủ phong sao? Tôi à, nếu không có cô thì phong đã yêu tôi. Cô đã cướp phong bằng lưới tình mê hoặc, khiến tôi phải ôm mối hận tình nuốt lệ chua cay. Không, phong đến với tôi bằng tấm lòng chân thật, và tôi cũng đáp lại bằng tất cả chân tình. Chứ tôi không hề quyến rũ lả lơi để hòng chiếm đoạt gia tài của anh. Loại vũ nữ quen nhảy nhót trong bóng đèn màu như cô mà cũng biết yêu chân thật nữa sao? Tôi nghĩ chỉ có tiền mới làm rung động được tim cô, và cũng như thiêu thân khi thấy lửa mới sẵn sàng lao vào lửa chứ. Cô lầm rồi. Cô ơi, nếu như đứng bên ngoài nhìn vào ánh đèn vũ trường mờ ao thì làm sao cô biết được nỗi lòng của chúng tôi. Chân theo tiếng nhạc mà lòng buồn ê, sao lớp phấn son là dần trắng ê chề, e ấp làm duyên trong dạ rối bời. Ánh mắt long lanh nhìn tương lai mờ mịt, phải nói phải cười cho thiên hạ mua vui. Ai biết những khi đèn đêm nhỏ lệ, hiu hắt dây gầy bóng nhỏ đường kia, chẳng có ai một tiếng cảm thông, âm thầm lối mòn dân bước, chung quanh toàn những tiếng miệt khinh. Chẳng có ai đưa tay giữ lại, họ chỉ muốn xô ngay xuống giận. Thân tôi cực thêm căm giận, thế là đời gửi cả cho mày. Trong lúc cùng đường được phong gian tài giúp vượt đêm dài. Cô đang bên vực cho cái nghề vũ nữ của cô đó hả? Sao mà tôi thấy không có đáng thương một chút nào hết. Tôi không bên vực, nhưng đã là con người á thì có người này người khác. Vũ nữ cũng có người chấp nhận buông trôi, và cũng có người vẫn mong một cuộc sống bình thường sau cơn sóng gió. Người đời cũng thế, nếu chỉ nhìn vào danh giá bên ngoài thì khó biết ai tốt ai xấu. Vì nếu sơn tốt chưa chắc là gỗ bên trong đã tốt, biết đâu nó đang ngấm ngầm mục nát thì sao? Cô muốn ám chỉ tôi hả? Liệu hồn nghe chưa? Nghe đây, tôi không muốn phải nhọc thân tới gặp cô thêm một lần nữa, cho nên cô phải nhớ kỹ lời tôi cảnh cáo. Tôi cấm cô không được đến gần phong nữa. Nhớ nhé, chỉ đến gần cũng không được, chứ đừng nói là yêu. Tôi cũng cấm cô từ nay cũng được đến gần vợ sắp cưới của tôi nữa. Anh Phong, nhớ nha, chỉ đến gần cũng không được, chứ đừng nói là buông ra những lời thô lỗ nãy giờ. Anh Phong, vì cô vũ nữ này mà anh nặng lời với tôi như vậy sao? Đó là tôi chưa nặng lời. Còn nếu cô vẫn tiếp tục tái diễn cái trò khiếm nhã này, đừng có trách tôi. Anh không còn là bạn của tôi nữa hả? Có lẽ tôi với cô cũng nên chấm dứt cái tình bạn đi, vì tôi với cô không có hợp. Vả lại tôi cũng không thể duy trì tình bạn với người đã xúc phạm đến vợ của tôi. Vợ anh? Anh Nhung, cô làm gì ở đây? Lưu à, có lẽ mày nên đưa Nhung rời khỏi chỗ này. Anh đuổi tôi hả? Không, tôi chỉ sợ với thái độ không điềm đạm đó, chút xíu nữa cô sẽ bị cảnh sát bắt vì tội gây mất trật tự đó. Nhung, về mau.
Về mau đi. Tôi không ngờ cô hành động trẻ con như vậy. Cô ngốc lắm. Về mau. Được rồi, anh khỏi đuổi. Anh Phong à, tôi về đây. Chúc anh hạnh phúc. Cô Linh à, tôi xin cô Linh đừng buồn về chuyện đáng tiếc này. Tôi và Phong cũng không ngờ tình yêu đơn phương lại có thể gây tác hại như vậy. Thôi, để tôi đưa cô ấy về. Phong à, hả? Vậy là coi như chuyện mua bán đã xong rồi đó. Mày thu xếp chuyện riêng cho sớm, để con lên đường nữa nghe chứ. À, ta nhớ rồi. Thôi, tôi về nghe cô Linh. Yeah. Em cũng đừng buồn nữa. Cho anh xin lỗi nha. Anh thì có lỗi gì đâu chứ. Chỉ vì anh mà em phải nghe những lời bất nhã. Từ đây về sau, anh sẽ không để xảy ra như thế này nữa đâu. Không sao đâu anh. Em hiểu anh mà. Anh đừng bận tâm. Anh Phong à, bộ anh sắp sửa đi đâu xa phải không? À, anh đã bán được nhà. Ngày mai khi nhận được tiền thì anh phải tức tốc lên đường, kẻo lỡ mất dịp mai. Anh đi mà đi đến tận đâu? Anh lên Đà Lạt để lo mua bán nhà. Anh với Lưu đã bàn hơn thiệt. Đà Lạt là một trung tâm du lịch. Nếu như mình bỏ vốn ra mua biệt thự cũ rồi sửa sang, bán rất kỹ có lời. Em không dám bằng việc làm anh đã tin. Nhưng xa anh lúc này em thấy buồn da diết. Vì chỉ có anh là người duy nhất an ủi và dỗ về em vào những lúc khổ đau. Anh cũng không muốn xa em, nhưng vì nhờ có người quen giới thiệu, họ bảo phải lên mua gấp nếu trẻ sợ mất dịp mai. Anh chỉ xa em chừng một tuần thôi. Một tuần so với hạnh phúc cả đời mình thì vô cùng ngắn ngủi. Lúc này một tuần xa anh đối với em cũng dài thăm thẳm. Anh sẽ tranh thủ xong việc là về với em liền. Mình còn phải đi mua sắm chuẩn bị cho đám cưới mình nữa chứ. Anh Phong Linh, anh Phong, em yêu anh. Anh cũng vậy. Anh cũng yêu em. Anh Phong Linh, em hứa yêu anh trọn một đời, yêu như ngày đầu đôi ta chung lối. Gom mây chiều em mây áo cưới, tô nắng hồng thay phấn thay son. Ngắm sao trời em nhớ anh thương. Anh hứa yêu em trọn một đời, yêu em như trời xanh yêu mây gió. Nên cho dù đôi khi bối rối, xin chớ nhạt câu hứa trên môi. Em nhé mình thương mãi nhau thôi. We'll be right back.
con, tôi đến đây để xin chia buồn với cô. Anh Lư, anh nói như vậy là sao? Mà anh Phong của tôi đâu rồi? Phong, Phong không trở về nữa. Tại sao? Một tai nạn rủi ro đã khiến Phong rơi xuống vực. Hả? Anh Phong rơi xuống vực? Phải. Mấy ngày qua tôi đã cố công tìm kiếm xác Phong mà không được cô à. Không, anh Phong, anh... Cô Linh, cô Linh, cô làm sao vậy? Cô Linh à, tỉnh lại cô Linh, tỉnh lại đi cô Linh. Cô Linh, đừng làm tôi sợ mà. Trời ơi. Không, không, không phải sự thật đâu. Không phải sự thật đâu mà. Bình tĩnh lại đi cô Linh, bình tĩnh lại đi cô. Trời ơi, anh Phong ơi, phải chăng đây là định mệnh? Cũng trên một con đường mà qua nghiệp, buồn tôi phải xa lìa những người thương yêu nhất trên đời. Đào xuân mây trời dưới, tay hoa đến quá nhanh. Trời ơi, còn đau đớn nào hơn khi bóng dáng bạn mình chìm sâu giữa màn đêm. Anh Phong, tôi chỉ biết cắn răng dậm chân mà trách ông trời. Tôi mất một bạn đời, cô mất người tình chung. Cô đừng quá khổ đau cho thân xác hao gầy, dù nỗi đau nào cũng sẽ dần dần phôi phai. Phong ơi, sao anh nỡ bỏ em hả Phong ơi? Cô Linh à, cô đừng quá xúc động như thế. Cô nghe lời tôi, cô phải ráng giữ gìn sức khỏe. Cô có biết là tôi rất đau đớn khi mất một người bạn yêu quý như là Phong. Cô đừng để tôi thêm một lần nữa đau lòng nghe cô Linh. Cảm ơn anh. Dạ, cháu chào bác. Dạ thưa bác, bây giờ xin phép bác cho cháu về, để cháu còn đi lo một số việc của Phong nữa. Tôi về nghe cô Linh. Má ơi, anh Phong đã chết rồi má ơi. Bà biết chết rồi là nó không về nữa. Không về nữa. Linh con. Phong ơi, Linh. Phong ơi. Mất anh rồi, xa anh rồi, hoa đã tàn, đã phai. Giờ hôm nay trời thành vắng em đi về, về với ai? Một người đi, một người sâu nhìn hoa úa buồn về mẫu, đôi chân mòn tìm dư ấm hè phố vắng. Lòng còn thương tình còn nồng mà ai vẫn hoài chờ mong. Bao thu rồi nhìn lá chết rơi ngoài sông. Cánh thư này, kỷ niệm này, ta đã tìm về với nhau. Giờ hôm nay ta nỡ em âu sầu, anh ở đâu? Chiều nay mây đen dâng sâu đưa về, nhìn hoa rơi nào nghe. Người ơi sao chẳng về, còn mong chờ.
câu tình lâu sâu không nói ra đi không một lời để buồn ra tim tôi ai ngờ thiên trời vỗ cánh tung bay người đi để nhớ thương người làm sao để đến bên người bao giờ mây hồng đưa bước em sang ôi từ đây thôi dở dang tình đã chôn vào thiên nhiên rồi. Nè, đừng cử động mạnh nha. Nước đâu? Nước. Đây, nước đây. Anh chỉ được nhấp môi chút chút thôi. Nhớ là người anh đang đầy thương tích đó. Đừng cử động mạnh quá. Tại sao tôi lại ở đây? Anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Bình tĩnh rồi anh sẽ hay mọi chuyện. Tôi nhức đầu quá. Tôi không nhớ gì hết. Chuyện gì đã xảy đến với tôi? Ông là ai mà lại có mặt giữa rừng để cứu tôi? Chắc anh đã quên tôi rồi. Tôi là Nam, là kẻ suốt một năm qua phải lang thang nơi xứ lạ quê người, trốn tránh mọi người thân. Dẫu cả tôi tên mình mỗi độ chiều về giữa rừng lạnh băng, nhớ cha mẹ già đang quạnh quẻ thương xa, cũng phải chịu cúi đầu dẫu rồi bỏ quê nhà lưu lạc chốn rừng sâu. Tôi là kẻ đã một lần trót mang tội sát nhân, có lẽ hôm nay vết thương còn trầm trọng nên tinh thần anh chưa kịp phục hồi mới không nhận ra rằng tôi là kẻ sát hại anh. Anh giết tôi à? Cách đây một năm tôi cứ tưởng rằng anh đã chết nên vội vàng trốn tránh. Tôi giấu họ giấu tên, xin vào làm thợ rừng trong tận heo hút rừng già. Tôi không ngờ mặt đất tuy rộng mà các ngã đường lại ngắn. Khi gặp anh bị nạn, tôi mới biết rằng đêm đó tôi chưa mang tội sát nhân. Âu đây cũng là dịp mai tôi cứu anh để dục lại lỗi lầm ngày trước. Tôi cũng không nhớ rõ. Thì ngày mà tôi hiểu lầm cô Linh đã bán thân cho anh cách đây một năm đó, anh nhớ không? Linh. Đúng rồi Linh. Đúng rồi. Linh ơi, em đâu rồi? Linh! À, vậy là anh nhớ được câu chuyện rồi đó. Linh anh ơi, rồi. Đừng! Tại sao? Linh! Không! Linh! Dạ, cháu xin mời bác. Chú cứ để tôi tự nhiên.
sao bác buồn quá vậy? Chắc bác lại nhớ đến Phong với con bác. Nếu mấy ngày nay không có chú Kề bên an ủi thì tôi cũng không biết làm sao cho bớt buồn. Tính về đây để lo đám cưới cho nó, ai ngờ về đây lại nhận hung tin là con mình đã chết. Chết mà không tìm được xác để lo mồ yên mã đẹp nữa. Ê, cha cũng hết sức cố gắng nhưng vẫn không tìm ra. Kể cả chiếc vali tiền ảnh bán nhà xong cũng theo ảnh rơi xuống vực luôn nữa. Nếu mà tìm ra nó thì sẽ tìm ra xác ảnh ngay đó bác à. Chắc tại số tôi không có cháu nội để nối dòng. À, còn cái việc tôi nhờ chú đi tìm đứa con dâu tương lai bây giờ đã đến đâu? Dạ thưa bác, cái chuyện đó thì... Thế nào? Cháu có nhắn tin nhưng cũng hoài công. Nghe những người bên cạnh nhà họ nói là từ khi hay tin Phong thì thân cô ta đã dọn nhà về quê. Nhưng quê ở đâu thì cháu chưa biết được. Tôi muốn tìm để an ủi đỡ nâng giúp cho nó qua cơn hoạn nạn. Dù chưa là con dâu chính thức, tôi muốn cho hồn thằng Phong được thanh thản nhẹ nhàng. Dạ thưa bác. Bác cứ yên tâm, còn với Phong là bạn thân, tình ấy thì một đứa đã qua đời, kẻ còn sống thì phải vẹn bề nghĩa nhân. Chú cố gắng giúp dùm, tôi muốn cho vong hồn nó vui lên khám chờ đợi. Dạ. Chứ tinh thần tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Chú ráng giúp dùm cho nhanh để tôi còn trở về Hồng Kông nữa. Nếu được tôi mang ơn chú lắm. Dạ xin bác đừng có nói vậy. Cháu xem bác như là cha vậy đó. Và tìm kiếm người yêu của Phong cho bác gặp, đó là bổn phận của cháu. À bác à, cháu thấy đêm nào bác cũng buồn hết trơn á. Hay là đêm nay cháu sẽ tìm cho bác một người tâm sự nha. Ôi thôi, tôi đã già rồi. Bác kiềm tốn quá à. Con thấy bác còn ngon lành lắm đó. Nè bác đừng ngại, cứ xem con như là người trong gia đình đi. Con phải lo cho bác về mọi mặt tinh thần. Giờ con muốn đền đáp lại những thứ bác đã cho con đó. Dạ con xin phép bác à. Trong đời trần gian riêng em đâu có vui gì, để yêu thương để nhung nhớ và tha thiết thế gian sao âm u lặng lẽ. Ngày mai không có anh trong đời mình em đau thương với nỗi xa rời, tình mình vui ngày tươi mướt đầy ánh sáng, tranh xưa ôi bao sắc màu, rồi sẽ phôi phai theo người. Ngày mai không có anh trong đời thì ngài cho em trao trái tim này, lòng đam mê vòng tay nhớ lời tha thiết, nỗi yêu thương ôi bao giờ hết. Ngày mai không có anh trong đời tình trong em cũng sẽ xa rời, tình như mây vừa bay tới chờ ta với chút dư hương trong ôi giấc mộng đời vắng anh xa. Cô vẫn không quên thằng Phong mà. Tình yêu mà, làm sao mà quên được. Còn tôi chỉ là cái bóng mờ bên cạnh cô sao? Tôi đã chán cuộc chơi này lắm rồi. Không còn Phong trong cuộc đời này, đời tôi còn có nghĩa lý gì? Bây giờ anh đã trở nên giàu có quá mà, muốn gì mà không được. Nhưng tôi làm tất cả chỉ vì em.
em muốn tôi hại Phong thì tôi đã làm. Và còn con Linh, em để cho nó yên sao? Tôi đã thua cuộc từ lâu rồi. Anh Phong dù sống hay chết là của cô ấy. Còn tôi, trong bóng đêm mịt mùng, tôi có than riêng mình. Tình là giấy hoa, đời là trái ngang, sống cô đơn tháng ngày đêm. Nhung, tại sao em bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy? Bây giờ chúng ta đã có tất cả rồi, em hiểu chưa? Anh đã hẹn con Linh đến đây để giăng cho nó một cái bẫy mà nó không thể thoát được. Anh cứ làm một mình, hướng giàu sang một mình, và cũng gánh lấy hậu quả một mình. Nhưng em đi đâu? Tôi cũng chưa biết đi đâu. Đi đến nơi nào mà tôi cảm thấy mình thanh thản tâm hồn nhất. Và kể từ hôm nay, anh đừng bắt tôi tham gia vào những trò này nữa. Cái trò gì rồi cô cũng là người hưởng thụ, chứ có thua lỗ đâu nào. Anh nói gì? Anh làm như là trò đỏ đen không bằng. Chứ còn gì nữa? Đánh bạc với trời, mà mai thì thắng, rủi thì thua. Nhưng một khi tôi đã động não thì khó thua lắm. Cũng có thể anh không thua, anh sẽ được tiền của vật chất, nhưng cái anh mất sẽ lớn hơn. Đó là lương tri, là tình người. Thôi, đủ rồi. Đừng dán bài đạo đức nữa. Cái đầu thằng này có sạn rồi cô à. Nói lộ ra thì đừng có trách nghe chưa. Kìa, Nhung, em định đi đâu vậy? Em điên sao? Điên. Điên. Thôi, tôi đi. Tôi đi để Linh đến đây gặp anh. Chúc anh đạt được những gì anh muốn. Vậy đi. Nhung. Dạ chào anh Lư. Chào cô Linh. Mời cô Linh ngồi. Dạ cảm ơn anh. Anh Lưu à, tôi đến. Xin mời cô à. Dạ cảm ơn, mời anh. Cảm ơn cô. Anh Lưu, có phải anh chưa gọi tôi đến đây để gặp người đi tìm kiếm anh Phong? Tôi nóng lòng nên đến đây ngay. Chuyện gì xảy ra tôi muốn được công tường. Vì sao anh Phong chứ thảm thương? Tình bạn thâm sâu khiến tôi không quên được, luôn sẵn tình để tìm bạn mình, mãi có người hứa chỉ đường. Vậy hả anh? Ông bác này đã có nghe đồn về Phong bị tai nạn ở rừng sâu, nên tôi muốn Linh đến nghe rõ ràng, rồi tôi sẽ kiếm đường đưa Linh đi tìm xác Phong cũng không muộn, cho trọn tình bạn thâm sâu. Được như vậy tôi cảm ơn anh lắm. Cô Linh, cô làm sao vậy? Uống nước nữa đi cô. Dạ tôi. Cô Linh à. Cô Linh. Vậy là xong.
vô đây nghỉ chút nghe. Trời đất ơi, chút xíu mà mệt quá vậy nè. Ủa, sao em ru vậy? Dạ thưa bác, chắc cô ta quá chén đó. Mà có khi là cô ta mắc cỡ nên giả đò ngủ. Đó, món quà con tặng cho bác đó. Dạ, con chúc bác một đêm êm đềm. Linh ơi, anh đã về nè Linh ơi. Bác Hai ơi, bác Hai à. Bác Hai, bác không nhận ra con sao bác? Nhớ không bác? Tao nhớ. Trời ơi con nè, bác Hai ơi, Linh đi đâu rồi bác? Đi rồi, đi múa. Một nam một nữ đi rồi. Con Linh đi với cái thằng cái con nó đi kiếm mày về. Tìm tôi? Ủa, biết tôi ở đâu mà tìm? À, đúng rồi. Hay là rủ nhau đi ăn uống đâu đó đó. Hay ông già của tôi về. Hôm nay là tháng. Phải rồi, hãy đi tìm ở mấy khách sạn. Có khả năng chúng tưởng đâu là tôi chết thật, nên giả nhân giả nghĩa đưa Linh lại gặp ông già. Vậy thì mình đi. Bác Hai ơi, bác ở nhà đợi tụi con đi nha bác. Ba ở nhà, con sẽ về nghe bác. À, đi đi. Đi nha bác Hai. Thêm một cơ hội làm giàu đến với ta nữa rồi. Xin lỗi, anh có phải là Lưu không? Phải, tôi là Lưu đây. Còn các anh là ai? Mày không biết tao, nhưng mà tao biết mày rất rõ. Mày đã xô một người xuống vực sâu. Không, không. Làm gì có chuyện đó? Các ông, Tôi chưa gặp các ông lần nào cả mà. Với gương mặt đầy sẹo và một thân hình tàn phế này đây, mày nhận ra sao được? Tao là quan hồn còn vướng bận, từ cõi chết trở về tìm lại cố nhân. Hả? Chẳng lẽ đây lại chính là Phong? Ê, đứng lại mày. Chính là người mày đã nhẫn tâm cướp hết bạc tiền rồi xô xuống vực cho tăng thay. Những tội của mày không đủ giết chết như tao, nên tao còn hưởng sống đến hôm nay. Hãy mau trả lời tại sao mày muốn giết tao. Tôi chỉ làm theo lời xúi dục của Nhung. Nhung vì thất tình nên ôm hận muốn hại anh. Vì tôi yêu nàng nên đành nhắm mắt nghe theo. Sao? Mày không yêu ai cả, mày chỉ yêu những tham vọng của mày thôi. Ngay bây giờ hãy cho tôi biết Linh đang ở đâu. Nói. Nói. Dừng. Tôi nói đây. Phong ơi, tôi vô cùng ân hận hành động mù quáng của tôi. Tôi muốn có dịp để chuộc lại lỗi lầm. Mong bạn hãy suy nghĩ. Bạn hãy suy nghĩ cho tôi mà. Thằng khốn nạn, tội của mày lấy gì mà chuộc được? Nhưng muốn sống giờ nào hãy chỉ mau Linh đang ở đâu. Nếu không tao không tha thứ cho mày đâu, nghe chưa? Vâng, tôi nói đây. Nhưng mà sau khi tôi nói chuyện này, Phong bỏ qua tất cả mọi chuyện cũ được không? Mày đừng có dài dòng nữa. Nói mày, nói. Theo tôi. Ê! Sống đã trở về. Không con, ba của tôi, vợ của tôi. Anh Phong. Trời ơi, sao xác thân tôi không vùi sâu dưới lòng vực thẳm, chớ sống mà chi lê thân tàn tạ trở về đây nhìn cảnh trái ngang. Anh Phong mừng vui chưa tỏ, sao anh lại trách hờn? Phong ơi, cha con ta bao ngày cách biệt, nhớ thương con mà trở lại quê hương.
tưởng được gặp lại con để tính chuyện hôn nhân, nào ngờ nàng tay đã làm cha cha con phải đoạn lìa đau khổ. Giờ đây thương con đau mừng vui lẫn lộn, ba mừng vì con nguyên vẹn trở về. Vâng, ba ơi con nguyên vẹn trở về. Nhưng tâm hồn đã tan nát, nỗi đau này còn đau hơn cả những vết thương trên thân thể. Tượng canh sen hồng đã một lần không dương bỡn bùng nhớ. Không phải như vậy đâu, hồi dân bậy đó anh à. Tôi không phải là kẻ hồ đồ dễ nghe lời khuyến dụ. Cho dù có bậy trời đi chăng nữa, nếu không trở lại vũ trường thì đâu có chuyện đau lòng như hôm nay. Không, không phải như vậy đâu mà. Không, không ơi, ba thật không ngờ tên khốn kiếp. Đừng, con đừng nghe những lời bịa đặt của nó. Con hãy tin ở vợ sắp cưới của con. Ai? Ai là tên khốn kiếp? Sự thật sẽ nói lên tất cả. Mọi người sẽ được nghe những gì là sự thật. Hả? Thằng chó chết! Đồ tăng từng lương tâm, chính mày đó! Trời ơi, ngủ hoài vậy làm ăn gì được đấy trời. Cái thằng này nó làm kiểu gì hiểu không được. Không lẽ nó nhiệt tình với mình mà mình lại từ chối? Tôi đang ở đâu đây? Tôi tới đây làm gì? Không, không. Kìa, sao vậy cô em? Ông ơi, tôi gian ông, tôi xin ông. Ông hãy cho tôi biết tại sao tôi lại vào đây. Cô đã tự nguyện đến với tôi kia mà. Không, không, không. Kìa, cô đừng la lớn như vậy, ở ngoài nghe được, người ta tưởng tôi cưỡng bức cô. Ông ơi, tôi có ngờ đâu phận lại nổi trôi giữa sông giữa cuộc đời và bị dập vùi giữa bão tố của nhân gian. Chồng vợ chia ly sống mà nuốt lệ vào tiếng. Cô nói sao? Cô mới đi khách lần đầu nên thương xót cho phận mình. Nếu vậy thì tôi không ép cô làm gì. Ông ơi, có lẽ do một sự nhầm lẫn nào đó, chứ tôi không phải là hạng gái bán thân. Mà tôi đến đây là tôi đến đây là để muốn biết tính chồng của tôi hiện giờ ra sao. Anh đã chết hay còn lẩn khuất nơi rừng sâu núi thầm. Đã một tháng nay nhờ người tìm kiếm mà bóng người thương vẫn mờ mịt. Đau đớn lắm ông ơi, chúng tôi mới chỉ ước thề, bởi chúng tôi còn phải
chờ người cha từ nước ngoài về mới làm lễ cưới. Nào có ngờ ngày ấy Vĩnh Hằng xa, anh đi cùng người bạn để thu xếp việc bán nhà lấy vốn làm ăn. Buổi ra đi anh mang nhiều hứa hẹn, nhưng lỡ sải chân rơi xuống vực sâu, tôi nghèo tình chỉ biết tranh đứng than trời. Nếu ông là người biết nơi ở của chồng tôi xin chỉ giùm, tôi mang ơn ông dẫn đây. Còn nếu đòi điều kiện rồi mới giúp, thì tôi đặt một thác cho trọn thủy tròn chung. Anh Phong mãi chờ em. Khoan, cô đừng làm càn. Cô bình tĩnh nghe tôi hỏi. Cô nói chồng cô tên Phong mà. Dạ phải. Còn cô tên gì? Tôi tên là Linh. Linh. Vậy người bạn đưa cô đến đây có phải là Lưu? Dạ đúng, Lưu là bạn của chồng tôi. Linh. Ơ, kìa ông. Vậy, vậy con là con dâu của ba. Ba? Ông là ba của anh Phong. Phải. Ai? Hả? Tại sao lại là như vậy? Mày nghe rõ rồi chứ thằng khốn nạn. Mày tưởng mày cầm bẫy được tao à? Đủ rồi. Thằng khốn kiếp anh Phong. Tội lỗi là chất chồng tội lỗi. Rằng thì giết mày. Nhưng tao còn chút lương tâm. Mày tình bạn cũ. Mày đi đi. Đi quân mắt tao. Không, dừng. Đi. Dừng, tôi đi. Tôi đi đây. Cảm ơn. Cảm ơn lòng nhân hậu của mọi người đã giải thoát cho tâm hồn tội lỗi của tôi. Nếu không, dù có bị mọi hình phạt nào thì cũng xứng đáng đối với tôi. Tất cả chỉ do tiền. Phải rồi, đồng tiền đã thúc đẩy tôi trở thành một tên ăn chơi sa đọa. Tiền đã biến tôi thành một kẻ vô lương, một kẻ sát nhân. Trời ơi, tất cả là do tiền. Do tiền. Không có. Ba. Ba. Anh Phong. Linh. Anh. Nắng hay là màu mắt em, mùa thu mưa bay cho tay mềm, chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm, rồi có hôm nào mây bay lên lùa nắng cho luôn vào tóc em, bàn tay xanh xao đón ưu phiền. Ngày xưa xa lá thu không vàng, và nắng chưa vào trong mắt.